Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hỏi hay đáp chuẩn của bác sĩ Vinmec. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hà Hải. Bao cao su có hạn sử dụng không ạ bác sĩ? Chúng ta có thể nhìn hạn sử dụng của nó ở đâu? Với câu hỏi này thì thực ra đàn ông hiếm khi chú ý đến hạn sử dụng của bao cao su và thậm chí là nhiều người không biết rằng bao cao su có hạn sử dụng. Trên thực tế thì bao cao su cũng giống như mọi sản phẩm khác, nó chỉ tốt ở trong một thời gian nhất định. Bao cao su thì thường làm từ 3 loại vật liệu là latex, polyurethane hoặc là giacu. Tất cả đều có điểm chung là không tồn tại mãi mãi. Thông thường, tuổi thọ bao cao su latex kéo dài 5 năm kể từ ngày sản xuất. Thời gian này sẽ bị rút ngắn nếu bạn trữ bao cao su ở nơi nhiệt độ cao hoặc nhiều ánh sáng. Để càng lâu, chất lượng bao cao su càng giảm xuống, điều đó có nghĩa là chúng dễ bị rách hoặc rơi khi quan hệ tình dục. Sử dụng bao cao su hết hạn làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây đường tình dục, kích ứng da và mang thai ngoài ý muốn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem hạn sử dụng của bao cao su nhé. Trên tay mình là một sản phẩm bao cao su, các bạn có thể xem hạn sử dụng của nó ở đáy hộp như thế này. Thưa quý vị, câu tiếp theo đến từ một bạn có nickname là Heo Cute. Bác sĩ ơi, bao cao su có vị mắm tôm thật không ạ? Hay chỉ là trò đùa thôi? Một câu hỏi thật là khoai nhưng mà hình như là có vị mắm tôm thật đấy. Lúc chuẩn bị nội dung cho video này thì mình mới được khai sáng về thế giới bao cao su vô cùng vô tận. Về màu sắc thì có đủ màu nhá, có hồng này, xanh, tím, đen, trắng. Chức năng cũng rất chi là lạ, có pi này, có gai này, kéo dài thời gian, dung nhiều, dung ít và rất nhiều kiểu khác nữa. Đặc biệt mùi vị thì khỏi nói này, thơm ngào ngạt có này, thơm dịu mát này, mùi bạc hà, mùi táo, mùi dâu tây, sô-cô-la. Nên có mùi mắm tôm thì cũng không có gì là lạ đâu cả. Bạn còn biết mùi nào nữa thì chia sẻ cùng với chương trình nhé. Bạn Huy Hoàng có gửi đến chương trình câu hỏi là bao cao su có tác dụng gì ạ? Em hỏi thật chứ không đùa đâu ấy. Dạ vâng, chắc hẳn rồi đây là một câu hỏi rất thật của bạn Huy Hoàng. Bao cao su giúp bạn tránh thai nếu biết sử dụng đúng cách. Nhớ là đúng cách nhé. Vì nếu sử dụng sai kiểu như dùng bao quá hạn này, làm rách bao này, vừa dùng vừa xé thì dở rồi. Ngoài chức năng tránh thai thì bao cao su còn giúp tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục giống như là bệnh lậu này, răng mai này, suy màu gà, HIV/AIDS nữa. Bao cao su còn giúp bảo vệ của quý nữa đấy. Trong khi quan hệ tình dục khi có những tác động ma sát qua lại giữa dương vật và âm đạo thì có thể gây tổn thương cho dương vật. Nếu sử dụng bao cao su thì sẽ hạn chế được những tổn thương, bảo vệ dương vật trong quá trình quan hệ tình dục. Trong bao cao su còn có chứa một lượng gel bôi trơn giúp dương vật dễ dàng đưa vào bên trong âm đạo trong quan hệ tình dục. Theo các nghiên cứu, sử dụng bao cao su đúng cách thì có thể tăng tỷ lệ tình dục an toàn lên 98%. Bạn Uyên Lê cũng có một câu hỏi. Có ai đi mua bao cao su mà bị phạt không ạ? Cái này thì chắc có lẽ bạn hỏi hơi nhầm một chút rồi. Mình sẽ cần phải hỏi các chú công an để xem là mua bao cao su có bị phạt hay không nhá. Nhưng theo mình thì bao cao su có phải là mặt hàng cấm gì đâu nhỉ? Và trong đợt giãn cách Covid-19 thì quy định là chỉ được ra đường để mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa dịch vụ thiết yếu hoặc các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu này, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Bao cao su có được coi là hàng hóa thiết yếu không các bạn nhỉ? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới comment để cùng bàn luận về chương trình nhé. Thực tế thì các chuyên gia giáo dục khuyến khích dạy trẻ về giới tính, an toàn tình dục từ 8 đến 9 tuổi, trong đó có cả nội dung về bao cao su. Không có quy định nào về tuổi được mua bao cao su. Trước khi quan hệ thì hãy trang bị cho mình những kiến thức vững vàng về tình dục an toàn nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mạnh Nguyên. Bác sĩ ơi, dùng 2 bao cao su một lúc có an toàn hơn hay là không? Nhiều bạn cứ nghĩ là nhiều thì sẽ tốt hơn ít, 2 là tốt hơn 1, nhưng thực tế thì bao cao su không phải là như vậy. Việc đeo 2 bao cao su khiến chúng ma sát với nhau, khiến chúng đồng thời tuột ra ngoài hoặc là làm tăng nguy cơ bị rách trong khi giao hợp. Thực tế chỉ cần sử dụng 1 bao cao su chất lượng là đủ rồi nhé. Nếu dùng 2 bao cao su, một nam một nữ trong cùng một lần quan hệ thì sao? Các nhà sản xuất bao cao su không khuyến khích chúng ta làm điều này. Lý do là bởi các bao cao su được thiết kế an toàn khi dùng độc lập. Nếu kết hợp bao cao su nam và nữ trong một lần quan hệ thì khả năng cao là chúng sẽ bị dính vào nhau hoặc tuột ra lúc nào không biết. Nguy hiểm hơn đấy, dùng 2 bao cao su một lần là dở rồi, bạn đừng nghe ai suy bậy mà làm theo nhé. Câu hỏi thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hỏi hay đáp chuẩn của bác sĩ Vinmec ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ follow chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về y khoa nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.